Hoàng Thị Linh dính như Sam bên Vĩnh Thụy khi đi chơi cùng bạn bè. Khoảnh khắc tình cảm của Hoàng Thị Linh với bạn trai Vĩnh Thụy khi đi chơi cùng bạn bè đã được đạo diễn Quang Huy chia sẻ trên trang cá nhân. Hảo huynh đệ luôn cùng nhau trên mọi nẻo đường là dòng chia sẻ của đạo diễn Quang Huy viết trên trang cá nhân. Vì đạo diễn đang bức hình tươi cười thân thiết bên nam diễn viên Hứa Vĩ Văn và cặp đôi Hoàng Thị Linh và Vĩnh Thụy. Trong hình, giọng ca bánh cho nước EF nép cạnh Vĩnh Thụy. Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên công khai hình ảnh thân thiết bên nhau và nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Hoàng Thị Linh và Vĩnh Thụy trở nên thân thiết hơn sau khi tham gia bộ phim Thần Tượng của đạo diễn Quang Huy. Khoảng đầu năm 2016, những hình ảnh thân mật của cặp đôi liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, khiến nhiều người tin rằng tình cảm giữa họ trên mức bạn bè. Không dừng lại ở đó, Hoàng Thị Linh và Vĩnh Thụy còn được nhiều người bắt gặp tay trong tay cực tình cảm khi đi du lịch tại Thái Lan. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!